Hello anh em, quay trở với channel của GTV Media nhá. Thì mình sẽ bóc phốt một cái kiểu lừa đảo như thế này anh em ơi. Mẹ bóc phốt một kiểu lừa đảo hết sức là tinh vi như thế này. Đây. Đầu tiên là cái bạn Phương Oanh này này. Bạn này là bạn lừa đảo nhá. Bạn này lừa đảo. Bạn ấy tạo nhóm với Dương Thị Vân này. Dương Thị Vân thì là trung gian. Bạn Phương Oanh này lừa đảo. Còn đâu bạn Nhật Nam này, này thì là nạn nhân nhá. Thì bạn Phương Oanh thì bạn muốn lừa đảo bạn Nhật Nam, bạn đi tăng Facebook chính chủ của Dương Thị Vân vào. Thì đây 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 đúng là Facebook chính chủ của Dương Thị Vân. Vâng, sau khi thì tăng Facebook chính chủ xong thì admin gửi cho admin là Dương Thị Vân ấy, gửi cho thông tin các kiểu giao dịch trung gian các kiểu rồi, phí các kiểu rồi. Sau đó thì bạn ấy không dép nữa. Đợi một thời gian bạn ấy nhắn tin xem là bạn Vân có on không. Nếu mà bạn Vân không on ấy thì bạn ấy mới xóa. Bạn Vân không on thì bạn ấy mới xóa. Đây, bạn Vân không on thì bạn ấy mới xóa bạn Vân ra. Sau khi xóa bạn Vân ra thì bạn ấy sẽ như thế này. Đây là ông Nhật Nam đây. Ông Nhật Nam đây nhá. Sau khi xóa bạn Vân ra thì bạn ấy sẽ spam một đống như này đây. Đã xóa Dương Thị Vân khỏi nhóm này, xong rồi đã thêm một Dương Thị Vân khỏi nhóm này. Thì cái Dương Thị Vân xóa ra là Dương Thị Vân chính chủ. Còn cái Dương Thị Vân ở dưới là Dương Thị Vân giả mạo nha mọi người nha. Xong bạn ấy sẽ spam một đống tin nhắn như thế này để cho nó trôi mất cái dòng xóa thành viên và thêm thành viên này đi. Để cho nạn nhân là ông Nhật Nam ông không biết. Nạn nhân là ông Nhật Nam cho ông ấy không thấy cái thông báo là xóa và thêm thành viên. Thì may quá thì hôm nay hôm ý là chị Vân chị cũng on. Rồi để mình xem nào. Đây, hôm ý là vào rơi vào tầm 10 giờ. 10 giờ thì chị Vân may quá nhắn tin kịp thời cho ông này. Alo anh ơi. Đấy. Thì bạn trả lời đây. Thì báo luôn cho bạn ấy là cái bạn Giá Như kia, cái bạn Giá Như bạn Phương Oanh kia là bạn Sở Cam kìa. Báo luôn cho bạn ý là bạn Phương Oanh là bạn Sở Cam. Bạn Phương Oanh Sở Cam một bạn Giá Như thì không biết. Đúng rồi, đây là cái video này là bạn Nguyễn Thu Phương Oanh thì Sở Cam đã xóa bạn Dương Thị Vân ra khỏi nhóm này. Đây. Nó Sở Cam với anh ông này đấy, ông này vẫn không biết. Bởi vì nó spam tin nhắn mà này. Ông này bị trôi hết tin nhắn rồi. Vẫn không biết là sao bạn biết là bạn đi scam thế. Bạn là do nó scam mà anh sao bạn biết là sao bạn biết là bạn scam. Đây thì chị Vân gửi cho một tin nhắn nữa nó xóa. À đây, đây không phải. Đây là bạn ấy gửi lại. Đây xong mình nhắn tin một lúc. May quá chưa chuyển này. May quá chưa chuyển, cảm ơn admin nhé. Pha ý mà ngủ rồi là ông này chết chắc, ông bị giả mạo nó vào nó lừa chết chắc. Đây gửi cho một đống như này. Lừa đảo quá là tinh vi luôn. Anh em gặp nên né tránh nhá. Kinh thật. Vẫn xong thì đến tầm 12 giờ. Đây 11 giờ này, 11 giờ ai giao dịch cho ông nữa mà mấy khi mà on mà giao dịch cho ông nữa 11 giờ mấy ông vẫn kêu giao dịch. Ảo thật. Nó sờ cam lại rồi. Nó lại sờ cam rồi. Xong rồi lúc ý là bà Vân bà ấy tưởng là ông này ông bị sờ cam tiếp, bảo úi dồi ôi sao quái nạn sao thế mà vẫn còn bị sờ cam nhắc như thế, rồi bảo vẫn bài cũ mày chưa mày quá ông này chưa bị phát hiện ạ. À, ông này quá đỏ nhá, không ấy mất tầm 200 đô thôi nhá. À 145 đô, ông nào bị được 200 đô ấy, đỏ thật đấy. Đây xong rồi bên này thì gặp bạn uy tín. Bên này gặp bạn Hương này, bạn uy tín bạn ấy giao dịch lại 200 đô bạn ý tận vào ngày hôm sau cơ. Thứ bảy thì ông này là giao dịch vào hôm thứ sáu thì thứ bảy mới bán được 145 đô này đấy. Thì may quá gặp người uy tín hiểu không đấy, thì đã giao dịch thành công được vụ bạn này rồi. Ông này hôm ý mà bà Vân bà ngủ phát thì ông này ông xác định luôn mất 145 đô trắng luôn đấy. May quá on báo cho ông ý là bị lừa đảo rồi kìa. Anh bạn Phương Anh này bạn ấy hình như là chị Vân chị gọi cả cho ông này ấy, sợ ông này không check tin nhắn chậm 1-2 phút thôi là bị lừa đảo ngay, mà nó bảo chuyển tiền phát là vào cái bao chuyển tiền phát là toang ngay. Thế nên anh em gặp những cái trường hợp mà bị cái này anh em nên check lại nhá, toang thật. Điều này thế này bố ai mà check đúng không, mình cũng chết chứ không phải là người mới đâu. Nhưng mà trường hợp này thì trải qua nhiều rồi nên là không, mình thì mình không bị sờ cam kiểu này nữa, nhưng mà mấy anh em mới là hay bị lắm nhá. Buổi tối thì admin tất cả các admin giao dịch trung gian là đa phần đều không on, thì bọn sờ cam nó chỉ canh cái lúc không on thì nó xóa face chính chủ đi,
bán thêm phây pha ke vào, phây fake vào, phây giả mạo vào để nó lừa đảo anh em. May quá nha. Có nhá. Chúc anh em giao dịch thành công nhá. Xin chào anh em nhá.